Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bạn tôi đang dừng đèn đỏ, tôi chợt giật mình khi có tiếng vỗ bồn bột vào cửa kính. Chưa kịp cau mày khó chịu thì một cái mặt đầy nếp nhăn ghé vào. Nè, mở cửa, tao gửi cho cháu mấy quả bóng bay. Khiếp, mày làm tao giật mình đó. Qua cái quán chỗ kia, có chỗ đậu xe nói chuyện chút nha. Lâu lắm không gặp mày, hai đứa nhỏ lớn lắm rồi ha. Tụi nó thích màu gì? Con lớn nhà mày thích màu tím. Lát nữa nhét quả bóng vào xe, tao bọc ni lông sẽ không bục đâu. Bạn tôi nó vẫn tốt như thế. Nó nhớ đến cả màu ưa thích của con gái tôi. Chân thật đến như thế. Nó vẫn nghèo đến như thế, nhưng nó vẫn hạnh phúc với cuộc sống của nó. Hoàn toàn hài lòng và không hề tính toán. Nó rộng rãi sởi lởi. Một thời tuổi thơ tôi đã gắn bó cùng nó, cùng tắm sông, cưỡi trâu, đá banh, săn chuột, cùng nhau nướng bắp, nướng khoai, tôm cá trong những ngày giá lạnh. Gặp nó làm nhớ mùi quê, mùi khói đồng đến nao lòng. Nó học kém nhưng khéo tay, chăm chỉ làm đủ nghề kiếm tiền, bán hàng rong, giao giấy vệ sinh. Nói chung cứ nghề gì ra tiền là nó làm. Gần Tết, nó hay đi bán bóng bay, bán những thứ bay bổng và màu sắc sặc sỡ, trái ngược với cuộc sống vất vả của nó. Vậy mà nó luôn vui cười, chỉ bạn bè nhìn nó đầy thông cảm và chia sẻ. Chẳng hiểu nó có suy nghĩ, nó có biết là mình khổ không nữa, mà gặp người quen là hồ hởi cho bóng bay liền. Vẫn toe toét cười như hạnh phúc lắm, không rượu chè cờ bạc. Thú vui của nó sau khi đi làm về là chơi với con chó, bắt cháy bắt rận cho nó trong gian nhà trọ chật chội. Hôm qua ngày nghỉ tao bán cá, mày tin là bán bóng bay lãi tiền triệu một ngày không? Bán được, tao lấy thêm bóng bay nữa. Vừa về thì bị bọn ghen ăn tức ở, lừa cắt dây, cả chùm bóng bay lên trời. Phí thiệt. Mày vẫn nuôi chó đó chứ? Mới bị trộm chó bắt mất rồi. Con kia nhà tao khôn lắm, không bả được. Bọn họ dùng súng điện bắn trộm rồi bắt nó đi rồi. Thôi cũng là số kiếp nó. Tao nghèo khó, tụi bay vẫn quan tâm, vẫn coi tao là bạn, là tao vui rồi. Tao mua bóng bay, mày có làm ra đâu. Tao mua cả số mà bị bọn xấu cắt bay đi mất. Mày đừng chối, tao buồn đó nha. Các cụ ngày xưa có câu: sởi lởi trời gửi của cho, so đo trời co của lại. Ăn ở rộng rãi cởi mở với mọi người thì sẽ gặp nhiều may mắn. Ăn ở keo kiệt, ích kỷ, hẹp hòi thì sẽ gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Mối quan hệ giữa người với người cũng vậy. Không ai sẽ là người muốn chơi với những người ích kỷ keo kiệt. Vậy mới có câu: dù bạn xấu hay đẹp, bạn trắng hay đen, bạn giàu hay nghèo, tôi đều không quan tâm những điều đó. Điều tôi coi trọng bạn là ở sự chân thành và tâm hồn thiện lương. Nếu bạn chưa tìm được người bạn tri âm tri giao, đừng buồn cũng đừng vội xét người. Hãy xét mình trước, liệu ta đã đủ chân thành và thiện lương hay chưa?